Hello, xin chào các bạn nha. Đây nè, mình sáng mình cứ bữa nào mình cũng cho một ít dế bạn, cho cái con cái cặp trà thang sinh sản của mình ăn ha. Hồi lúc trước cái cặp này thì nó nói chung nó đẻ được một lần đó bạn, mà cái con trống đợt trước đó, nó đã chui theo lỗ chuột nó đi ra rồi. Cái con trống này nó cũng mình mới ghép đây nó cũng được 3 tháng, 2 tháng mấy à, 2 tháng mấy 3 tháng các bạn, mà nó cũng bắt cặp nó chịu ở rồi đó. Nói chung mình hồi lúc trước mình mua về thì mình cũng con mái thì nó ở sẵn trong cái lồng à, mình để con trống nó ở trong trong cái lồng nhỏ rồi mình để mình kè 10 bữa hơn 20 ngày á, mình nó nói chung cho nó thấy mặt rồi là mình hả thả nó vô nha bạn đó. Chứ mấy bạn cứ để mà nhiều khi nhà bạn mà nuôi 3 con cặp á mà để cho nó thấy con kia thì nhiều khi nó chịu con kia mà nó không chịu con này, nó vô nó cũng sẽ đánh nữa bạn. Nói chung mình nuôi chim á nó nhát nhát nó tới chừng nó đẻ là nó đẻ, mấy bạn cho ăn đủ mồi tươi ha, cung cấp mồi tươi đồ đủ cho nó, nước nôi sạch sẽ ha, cho nó tắm rửa ở thoải mái, không có con chuột con gì nó phá với kiến đâu bạn, là nó sẽ đẻ thôi à. Đó. Lúc trước á mình mới nuôi á, mình về mình tập nó qua cám rồi á, mình nghĩ cũng giống như mấy số bạn hỏi mình á, mình sợ nó ăn mồi tươi không á bạn, rồi nó bỏ cái thức ăn chính của nó, tại vì mình nuôi mình tập cho ăn cám gà không à. Còn mấy bạn mà nuôi hót rồi mấy bạn cho ăn những cám trứng rồi bạn thì lông nó đẹp hơn mượt hơn không, còn mình nuôi sinh sản thì mình cho ăn cám gà đó. Rồi mấy bạn cứ đừng có sợ, nếu mà bạn sợ mấy bạn cho ăn sâu ha, cái cám chính của mình á, chẳng hạn như bạn cho ăn cám gà đi, bạn bỏ sâu vô con cám gà nó ăn rồi nó dính vô trong đó đó, rồi nó không có quên đâu, bạn cứ bỏ ít ít thôi chứ đừng bỏ ăn dư, bởi nhiều khi bạn bỏ ăn dư á nhiều á thì nó sẽ bỏ cám, mà nói chung mà mấy bạn làm theo cách bạn trộn cái thức ăn chính của nó vô cái sâu á, rồi bạn bỏ vô là nó ăn nó quen à, nó không có bỏ đâu bạn, mấy bạn đừng có sợ. Còn mình thì mình bỏ sâu riêng rồi dế á, dế mình cũng ngày mình cứ hàng ngày mình cho ăn chừng 10 mấy 20 con thôi, tại mình cho nó con mái nó ăn đặng nó mập lên đặng nó sinh sản mà đó. Cứ ngày nào mình cũng cho 10 mấy 20 con dế vậy đó ha. Nói chung chim trống thường thường thì nó hay dành ăn với con mái các bạn, mấy bạn đừng sợ, trừ khi nó đánh con mái thì mình sợ, chứ còn lúc nào nó cũng dành ăn với con mái chứ, mình để ý mình nuôi con trước cũng vậy đó, mà tới chừng mà nó đẻ là con mái nó áp ha, con trống nó đứng lúc nào nó cũng giữ ổ hết trơn, con trống nó đứng nó giữ ổ rồi nó cũng đút cho ăn thường nữa, nó đút thường hơn con mẹ con trống á. Nè đây là con trống, nói chung nó hót dữ lắm ạ, mà nó chịu ở nhau rồi, nó ở nó tối là nó ngủ gần nhau rồi mà sao chưa thấy nè. Mình hôm gà mình thúc, nói chung mình thúc từ hồi Tết tới giờ đó, cứ ngày nào mình cũng cho ăn dế, mấy bạn cứ cho ăn dế đi đó, dế với sâu cào cào. Còn mấy bạn nào mà sợ ha, mình cứ trộn cám gà với cám, nói chung bạn cho ăn thức ăn chính của nó là cái gì, là bạn trộn vô sâu mà bỏ vô sâu là nó ăn, nói chung nó ăn nó gấp là nó không có quên đâu bạn, tại vì có cái mùi thức ăn chính của nó hàng ngày rồi, mới hết sâu là nó ăn cái đó à. Chỉ sợ mấy bạn mà cho ăn nhiều quá mà mấy bạn không có trộn cám chính của nó thì nó ăn lâu ngày vài tháng thì nó sẽ quên, thì mình phải tập lại từ đầu, nó hơi cực. Cứ mấy bạn lần cho ăn sâu á, chẳng hạn như muỗng sâu đi mà mấy bạn cứ cho ăn, cứ bằng trộn ít thức ăn thôi, mình trộn cho nó ăn đó, mà nó không có quên. Nói chung nuôi chim sinh sản này mấy bạn chịu khó cho ăn mồi tươi ha, mình cung cấp. Nói chung cái cặp này á là cái con mái nó đã đẻ rồi bạn, nó đẻ được một con rồi, một cặp rồi đó, hiện thời con nó bé đó đó bạn, mà hồi lúc bữa hổm nó đợt lạnh quá vậy nó tiêu hết con mái bạn, mình còn con trống nó đang thay lông rồi.
trống này nè, trống là con của nó đó, còn cha nó là đã hồi lúc trước nó xúc ra hai lần mình đi công chuyện các bạn, nhà không có nhà đó, chứ phải có nhà là mình bẫy là được. Nó thường thường nó xúc ra nó vòng vòng khoảng ngày là mình có chim bắt chim mái hoặc là chim con nó gì đó là mình bẫy là được, còn mình mấy ngày liên tiếp nó không ấy nó đi luôn à. Cho nên mình mới cái con này mình mới ghép đây cũng hai tháng mấy 3 tháng rồi đó, mà nó chịu ở rồi. Chứ theo mà cặp cũ thì dám giờ lắm nó cũng đẻ mà, nói chung nó mới chỉ ấy thôi, kệ thì mình cứ cứ cho nó ăn mồi tươi mỗi ngày đi bạn, cứ nếu bạn mà nào mà có nuôi cứ hàng ngày cứ bạn cho mười mấy 20 con dế với sâu cào cào rồi đó bạn cho ăn thêm, rồi nó từ từ nó sẽ đẻ thôi, chỉ chứ nó trừ khi mà mấy con mái nó không chịu đẻ thôi, chứ còn mà cho ăn mồi tươi là nó đẻ. Nói chung mình nuôi chim nè, nó mà cái dòng mà nó sống hoang dã mà mình nuôi trong điều kiện nuôi nhốt á, mình cho ăn á, mình nuôi á, nó đẻ mình thích lắm ạ. Thôi bây giờ của mình quay mình chia sẻ mình nói số ý về cách nuôi chè than sinh sản ha, với cung cấp mồi tươi với thức ăn á, mấy bạn cứ cho ăn đi, đừng có sợ nó bỏ đấy, cứ làm theo cách mình thôi vậy. Nói chung mấy bạn làm sao mà nuôi mà mình chia sẻ vậy, chứ mấy bạn về mấy bạn ở chẳng hạn như ở vùng mấy bạn nó mùa nó lạnh hơn ở chỗ mình, tại vì mình ở trong Nam nè, nó thời tiết thì nó ấm lúc nào cũng vậy, mưa thì nắng lên nó ấm à, nó miễn cho ăn đầy đủ là nó đẻ thôi. Mỗi người có một cách nuôi, thì mình cứ sợ nó bỏ thức ăn chính của nó thì cứ sâu thì mình bỏ thức ăn chính của nó chuyện muỗng thôi, mình trộn trộn nó ăn nó không có quên mà. Thôi vậy ha, mình xin tạm kết thúc video ở đây. Mấy bạn nào mà có xem clip nếu có gì thắc mắc về nuôi chim sinh sản này, thì mình nói chung mình nuôi đã đẻ rồi bạn, chứ không phải là mình nuôi chưa đẻ mà mình quay mình nói này nói kia nói rằng cho mấy bạn xem mà không có, tại vì mình chơi mà mình biết gì mình quay lại như mình để làm kỷ niệm ha. Rồi bye bye, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo ha.